đây là kho, có cái shop đây ạ. À? Nhà em gửi sâm trực tiếp từ Hàn về cho khách, gần đây có hiện tượng khách nhận sâm một số củ bị nứt. Những ai mua sâm trái vụ sau Tết mua sâm mới đào gần đây thì sẽ thấy thi thoảng có củ nứt. Lý do là vì ở dưới đất cả mùa đông lạnh, tiết phủ giờ đào lên nhiệt độ giờ cũng cao rồi nên xảy ra hiện tượng nứt sâm là bình thường, kiểu bị sốc nhiệt vậy đó. Có trường hợp là bị nứt lúc đào lên, cũng có trường hợp gửi về Việt Nam mới bị nứt. Sâm nứt do sâm già thường xảy ra với các size sâm 5, sâm 4 và sâm 3 là những loại sâm to. Khách nhận sâm lỡ có thấy bị nứt thì cũng hiểu cho trường hợp này nha. Thực ra thì chỉ là vấn đề thẩm mỹ tí thôi chứ còn vẫn là củ sâm, vẫn có những tác dụng tuyệt vời ạ. Mong khách hiểu và đừng hoàn hàng cho shop nhé. Buôn sâm trái vụ nhiều rủi ro, hàng tươi nên shop cũng không hoàn hàng cho nhà cung cấp ở bên Hàn được. Shop chỉ lãi xíu xíu thôi. Shop cảm ơn khách đã tin tưởng và ủng hộ sâm nấm Hàn Quốc. Khách cần sâm nấm mỹ phẩm chính hãng hoặc order trực tiếp thì gọi bên em nhé.